Hello tất cả mọi người, hôm nay là thứ sáu ngày 26 tháng 11. Thì sáng nay nó về năm bé chào mèo, em đã ra học trước rồi. Còn chim chòe lửa ở bên Nam Cát Tiên thì em có hai bé chòe lửa mái đuôi 14, thì cái giá của nó là 1,2 triệu đó. Anh em nào mà thích thì em sẽ chia sẻ lại cho anh em. Giá chim bữa nay nó rất là cao nha mọi người nha. Thì bốn cái thùng này nó không có ở trong này nha, do là em để nó ra cái chuồng rồi, do là chim mái đuôi dài nó cũng tương đối giá nó cũng cao đó, cho nên là em cho nó ra lồng trước rồi, thì chút xíu em sẽ review cho các anh xem. Quên đó, chúc tất cả mọi người một cái ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Bây giờ em sẽ review cho các anh xem năm bé chim chèo mèo, bé nào cũng sổ giọng rất là hay ha, giọng 3, giọng 4, có con nó đi giọng 5 luôn. Chim mới nha mọi người nha, chim chưa vào cám nha, chim này mới 7 thôi. Đó, bây giờ em sẽ review cho các anh xem. Đây, bé đây là bé số 1 ha, mồng rất là cao, rất là đẹp. Rồi bây giờ tới bé thứ hai nè, đá lăn nhẹ nè. Bé số 2 đã lăn nhẹ. Rồi, tới bé thứ 3. Bác xe ôm bác mới giao cho em hai thùng chim ở bên Đắk Nông. Thì chim bên này hình như là có chim vàng anh với lại 10 bé chòe than hay sao, em cũng không có rõ nữa. Để chút xíu em ra ha. Rồi, bây giờ tiếp tục review tiếp. Đây là bé thứ 4. Đó, rất là to con đẹp trai. Như con bà hai luôn. Nó còn hơi chim mới cho nên nó em kê cái điện thoại vô cho nên nó còn hơi chào chút xíu ha. Rồi, và đây là bé thứ 5. Bé thứ 5 này rất đẹp luôn nè. Đó, bé thứ 5 rất đẹp luôn. Đó, thì hôm nay có 5 bé chào màu. Đồng giá nha, 700 ngàn một bé. Chim này bao cho các anh, nó đã sổ giọng hết rồi. Nhưng mà chim này chưa ăn cám nha mọi người nha. Chim này mới 7 thôi. Rồi, bây giờ tới chim bên Đắk Nông nè. Đó, chim này ở bên Đắk Nông. Thì ở trong này có chim vàng anh đầu đen, rồi chòe lửa, chòe than. Ok, để em ra. Em nghi nghi là cái thùng này là cái thùng chè than nè. Tại vì nó có một thùng mà nó nhiều. Còn bên này nó ngăn ra là chắc là chim vàng anh với lại chim chè lửa chắc ít cho nên nó để chung. Chim này Đắk Nông nha mọi người nha. Còn chè ấy cái gì á, chào mèo á là chim ở bên Nam Cát Tiên. Đó, chim ở đâu em sẽ báo rất là rõ cho mấy anh. Đây là một bé chòe than đầu tiên ha, bé chòe than đầu tiên. Bé này rất là to con đẹp trai. Ở bên này cũng có, ở bên này nè, bên này cũng có hai bé nè. Rồi, bé này em thả nó ô thứ sáu nha. Úi trời ơi, nó xòe rất là to. Đấy, xòe rất to ha. Rồi, một bé đầu tiên chè than giá là 350 ngàn nha mọi người nha. Thì anh em nào mà ở tỉnh á, nếu mà có nhu cầu mua chim vui lòng chuyển khoản trước giúp em. Rồi trong cái phần mà nội dung chuyển khoản á, mấy anh nhớ ghi lại cái số điện thoại giúp em ha, để em thấy cái tài khoản mấy anh chuyển á, thì em sẽ liên hệ lại với mấy anh cho nó tránh cái sự mà dạng như là nhầm lẫn, là một cái thứ hai nữa là tiền mất đó, cho nên là anh em chuyển khoản nhớ ghi rõ cái nội dung, ghi số điện thoại lại giúp em. Đây là bé chòe than thứ hai, rất đẹp ha, chim mép mùa này. Bé này ô thứ 7 nha. Chim chòe than ở đây rất là to con đấy, nhảy là xòe đuôi rất là to luôn. Đây nè, đó, cái bé chòe than đầu tiên em bỏ ra là nó
nó xe 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 đã ha. Đó, bé đầu tiên đây này. Bé đầu tiên ô thứ 6 thả ra là nó xe xe rất là đã, rất là mau hót. Nó xè như vậy là nó xè nhát đó nha mọi người nha, chứ không phải nó xè vậy là nó hót đâu nha. Nhiều người đừng có nghĩ như vậy là nó hót đâu. Hai bé rồi. Ồ, cái bé này thì chắc là ca sĩ rồi. Bé này em cầm vô em thấy nó cũng chung chung thôi. Đây, mũi rất là thông ha, mắt nhỏ xíu. Bé này là bé chè than thứ ba, ô thứ 8. Đó, chim mà em ra từng ô, từng số nha mọi người nha. Thứ tự rất là rõ ha, bé này ô thứ 8, nhớ giúp em nha, chè than thứ ba ô thứ 8. Đó, chè than thì cứ 350 ngàn một bé nha mọi người nha. Ở đây em bán chim, những bé chim chè than hay chè lửa gì cũng vậy, chim gì cũng, nói chung là chim gì cũng vậy hết. Em bán em đều bảo hành, tạch lỗi cho mấy anh. Cái thứ nhất, mắt móng mỏ nó đều đầy đủ hết nha, chứ không có bị thiếu. Những cái con chim mà nó bị lỗi thì em sẽ thanh lý nửa giá nha. Wow, bé này đúng ca sĩ luôn. Oh, rồi bé này ô thứ 9 nha. Hôm nay không có nhiều chim nha mọi người nha, thì em chỉ review cho các anh xem nó khoảng chừng 50 bé thôi, còn gần 50 bé chè lửa nữa, đuôi từ 19 năm đổ lại. Em không có review nha, do là nó rất là nhiều chim và nó khi mà em quay nó sẽ rất là mất thời gian của mấy anh đó, cho nên là anh em nào mà thích chè lửa anh em cắt tên cứ ở với em nha. Trời ơi, bé này ô thứ 10 bao to. Cái con nào mà nó hot dữ vậy ta, con chào mèo nào mà các anh đang nghe không biết bé nào, để em ghé nghía nó thử. Năm bé chè than này ha, bé chè than thứ 5 thì em để vô ô thứ 10 nha mọi người nha, nhớ giúp em ạ. Em đang xem coi không biết chồng mào ở đâu nó sậy hay là chim, mấy con chim ở trên em mới ra cái học này nó hót dữ quá. Mà sao nghe cái giọng nó bự dữ vậy? À, không phải, chim trên học nó hót mọi người à. Rồi bé này ô thứ 11. Đấy, mắt móng mỏ chân tay đều đầy đủ hết. Bé này là chuẩn là võ ca sĩ nè, tại vì cái chân của nó các anh thấy là chân của nó rất là mạnh. Đó, ca sĩ. Bé này là ca sĩ chắc luôn, bé thứ 11. Ô thứ 11 chứ, xin lỗi mọi người, bé đó ô thứ 11. Rồi, bé này ô thứ 12. Toàn là chim mép không à. Bữa nay là chè than mép không à. 3, 6, 7, hình như là còn 3 bé. 3 bé hay là một bé gì đây. Anh em trai em dạo này nó báo chim nó gửi cho em mà không có đúng không à. Hôm thì báo 10 mới gửi 8, hôm thì báo 5 thì lại gửi 8. Rồi bé này là ô thứ 13 nha mọi người nha. Bé chòe than này ô thứ 13 nha. Đó. Chim này thì đầu rất đẹp. Ô thứ 13. Nhưng có 8 bé à. Nó báo em 10 bé rồi. Chơi em hay sao? Có mấy mấy bé chào mào, các anh đang nghe em quay clip ha, nó ra giọng rất là, phải nói là rất là tốt luôn, chim mới luôn, mới vừa bắt ra học mà nó đứng nó sổ giọng nghe đã ha. Rồi để bây giờ em lấy cái gì ta, em đang định lấy cái gì em quên mất tiêu rồi, em đang định lấy cái gì nè. À thôi, để em ra chim tiếp đi. Dạo này em cứ não cá vàng thế nào. Chè lửa em thấy đuôi dài dài mà thằng em trai em nó làm cái cửa nhỏ quá, nó thấy tay em nhỏ nhỏ cho nên nó làm cái cửa cũng nhỏ, thọc vô nó hơi khó. Đây lửa máy. Wow, qua em kia có ai dặn em lửa máy mà em không nhớ nữa. Ôi. Rất đẹp, lửa mái rất đẹp nha mọi người nha.
Không biết phải bông không nè. Để em xem, không phải bông nha. Lửa máy này giá là 150 ngàn nha mọi người nha. Kim này em không có đo đuôi. Đó, còn lửa máy đuôi 14 em để trong nhà ấy. Tại vì con chim đó nó nhiều tiền lắm. Nó tới 1 triệu 2 lần. Cho nên em không có để ngoài. Rồi, ghe lửa mép ha. Giá là 250 ngàn. Em không đo đuôi nha mọi người nha. Nè, đuôi đầy đủ hết. Đuôi, móng, mỏ đầy đủ hết. Em không đo đuôi. Thì giá là 250 ngàn. Tất cả chim đều đầy đủ mắt, móng, mỏ, đuôi ha. Giá là 250 ngàn, không đo đuôi. Rồi, bé chè lửa trống đó là bé chè lửa trống thứ hai ha. Wow. Rồi, bé này thứ ba. Đây đuôi ngắn, đuôi rất là ngắn luôn, mép vàng khè ha. Đây, bé này thứ tư nha mọi người nha, bé trống thứ tư ha, nó chưa thay lông rồi, chưa thay lông đuôi nha. Đó, đuôi nó rất là ngắn ha, để đo đo thử. Tại thấy có mấy anh cũng hỏi kiếm chim đuôi ngắn, do là ở nhà không có chỗ treo hoặc là không có cái lồng lớn, cho nên là thích những cái con đuôi ngắn. Cái bé này đuôi có 13 năm mà, 13 năm nhưng mà chim này chưa thay lông nha mọi người nha. Chim này lông nó là lông cũ nha mọi người nha. Đó, là mép còn rất là vàng. Đây, giống như chim truyền vậy đó. Bé này là 1, 2, 3, 4. Bé này bé thứ 5. Bé này bé thứ 5. Để em xem rồi. Còn rồi, hết rồi. 5 bé chè lửa ha. Hình như là bên này là hai bé vàng anh. Đó, em chuẩn bị hai cái trái chuối để cho nó ăn. Nếu như nhà anh em nào mà có điều kiện thì cho nó ăn thăng long hoặc đu đủ. Đó, đẹp chưa? Đó, chim vàng anh trống, chim bổi. Rất là đẹp. Đó, bơm mớm chuối cho nó cái nha mọi người nha. Nó chịu khó. Đó, những con chim này mình chịu khó, mình mớm mớm chuối cho nó là nó ăn thôi. Đó, em thả nó vô bên này đi. Rồi, một bé vàng anh rồi ha. Bây giờ tới bé thứ hai. Wow. Kìa là ấy lộn. Chào màu mới ra học mà nó đứng nó chơi ghê ha mọi người ha. Đúng là chim. Em thịt bởi vậy. Chim ở đây bán đó. Nó mau hết lắm. Chim về chơi liền không à. Đây, chim chuyền ha. Vàng anh chuyền. Vàng anh đầu đen chuyền. Giá là 350 ngàn luôn nha mọi người nha. Chim vàng anh là cũng bằng giá với lại chim chè than nha. Rồi, hết rồi. Bây giờ em sẽ bắt đầu. Em ra chim ở bên Nam Cát Tiên thì có chè lửa nhiều. Nam Cát Tiên thì đa số chè lửa nhiều. Để em lấy băng keo với lại lấy cây viết em ghi lại chim đuôi bao nhiêu, giá tiền bao nhiêu nha mọi người nhé. Em sẽ lấy bằng keo vải đây, em ghi thứ nhất là độ đuôi, cái thứ hai nữa là giá tiền. Bây giờ em sẽ ra cái thùng này trước nha. Thùng này thì hình như nghe nói là có 7 bé chè lửa. Có một bé đánh dấu thùng này nè. Đây. Mới nói cái bắt ra ngay bé đánh dấu liền. Chim mép ha. Rồi, giá là 250 ngàn. Chim này em không có đo đuôi. Rồi chút xíu hình như có một con chim nó bị mất cái móng nữa.
mất cái móng. Để em lấy cái kéo. Ok, bé này chanh trắng móng trắng luôn nè, đuôi tôm. Bé này nè, em trai đánh dấu nè. Rồi, 250.000, bé chè lửa đầu tiên, đuôi ngắn. Rồi, để em ghi cái giấy chứ. Tại vì bữa nay nhiều chim quá, có thằng cháu nó phụ. Nó không biết giá, em phải ghi như vậy. Thí dụ như anh em nào hỏi, nó biết đường nó trả lời. Rồi, đây 250.000. Ôi, bé kè lửa số 1 nha. Nghe nói 6-7 bé gì thôi chứ không nhiều. Đây, bé này mất móng nè. Mất cái móng sau nè. Rồi, chim này là 150.000 nha mọi người nha. Bị mất cái móng sau nè, đó. Bé số 2. Cái bé số 2 150.000, mất móng sau. Thanh lý giá. Giá là giá. Giá thanh lý. Đuôi chim rất đẹp ha. Mũi rất là thông, chim mép ha. Rồi, 250.000 luôn nha mọi người nha. Bé này là bé chè lửa thứ 3, ô thứ 5. Bữa giờ bán chim đuôi dài nhiều quá rồi. Bữa nay toàn đuôi ngắn không à. Nhưng mà bên kia nghe nói có 19. Rồi, tiếp tục. Hôm nay nó hơi mất thời gian nha mọi người nha. Mong mọi người thông cảm. Hôm nay hơi mất thời gian do là mấy cái bé chè lửa này. Rồi. Chim này rất đẹp ha. Chim này khỏi đo đuôi ha. Cứ đồng giá 250.000, khỏi đo đuôi. Nãy giờ mấy rồi ta? 1, 2, 3, 4 rồi. Đúng không ta? 1 2 3 4, đúng rồi, bé thứ 5. Bé thứ 5 nha mọi người nha. Đồng giá 250.000 nha. Bữa nay nhiều chim lắm. Đó, cho anh thấy chào mèo nó sổ giọng nghe đã. Bé này thứ 6, ô thứ 8 rồi. Bé thứ 6 ha. Rồi đúng 7 bé. Đó thằng em nó có nói đúng 7 bé luôn. Đuôi đều đầy đủ hết ha. Đó, mấy cái bé mà đuôi ngắn ngắn như thế này cứ 250.000 thôi. Ôi. Rồi, bây giờ tới bên này. Có hai thùng cái lục, có hai bé trà than trong này nè, không biết nó để bên này. Để em xem. Ở đây lửa không? Đây là chè lửa ha. Wow, chè than. Trời ơi.
Wow, xòe này. Ôi bé này em thả nó vô cái ô thứ ô thứ 10 nha mọi người nha, ô thứ 10 nha. Cái chợ than nó rất là to. Còn. À, mép vàng kè ha. Ôi, 250.000 thôi. Đó. Còn một bé. Đây, chè than. Hai chè than, một chè lửa rồi ha. Các anh nghe những đứa bé chào màu ha, sổ giọng nghe đã. Xíu ra, trời ơi, cục đuôi, rồi, cục đuôi là 150.000 nha mọi người nha, rớt đuôi rồi, em thả chung nó vô, con kia, nó bên chào màu mà nó nghe chim ở bên nhà hàng xóm, nó đấu lại lên hơn, rồi, 250.000. Chim này đuôi ngắn, không đo đuôi. Trời ơi, chim. Chim mép. Tả tơi. Wow, đuôi ngắn nha, 250.000. Đó. Nãy giờ là ra đuôi ngắn, đuôi dài gì nó tùm lum tả lại hết rồi. Em trai em nó để thập cẩm trong này luôn rồi. Móng đầy đủ hết. Chim mái. Mái mép. Mái mép nha mọi người nha, 150.000. Trời, chim. Nó bị sâu cánh giống như con 23 năm hôm bữa. Rồi, hết rồi. Hình như cái thùng này là đuôi dài. Rồi, em đang nghiên cứu em bỏ nó vô đâu bây giờ đây nè. Thôi, em ngưng cái clip ở đây đi. Để em sắp xếp những cái hộp này lại. Do là bây giờ em đã kín hộp hết rồi. Nãy giờ coi như là ra là coi như là gần 40-50 bé rồi. Bây giờ em kín hộp rồi. Cái thùng này thì là thùng lửa đuôi 18-19 gì không à. Thì anh em nào mà có nhu cầu á thì cứ liên hệ với em. Thì em sẽ lựa cho mấy anh nha. Do là em đang kín hộp rồi. Để em sắp xếp, em đẩy xe ra rồi. Em còn những cái hàng hộp bên này nè. Ở đó, để chút xíu em ra những cái hàng hộp trên này ha.